Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ trong bốn người, Quách Văn Tình tù vì linh xuất thất trọng, ngũ quần phàm vũ xuất thất trọng, Phía trưởng đáo cùng Hà Dược Đông vũ xuất bát trọng. Bốn người hợp lực mạnh hơn hắc bạch vô thường một ít, thực lực hai người chỉ tới trình tự vũ xuất bát trọng mà thôi. Sau một chiều, mọi người không tiếp tục có động tác gì nữa. Nhóm người của phí trưởng đáo cùng với Hà Dược Đông trong vô hình đều đứng trước hoa dai huỳnh bội. Chỉ cần không có người động tới họ sẽ không ai ra tay. Một màn này làm sắc mặt của hoa dài huỳnh bội biến hóa. Lục Tiêu Du luôn luôn nhìn chăm chú vào mọi người, ra vẻ cả đám người đều là lão hồ ly. Có thể nói là có thể đều muốn lấy được bảo vật bách thú cốc, nhưng không ai muốn ra tay trước. Trừ vị trưởng lão, hạc bạch vô thường diệt bách thú cốc của chúng ta. Nếu ai đánh chết hai người này, hoa mãn ngọc này rất định là rất cảm tạ. Hoa mãn ngọc mở miệng ra, ánh mắt đảo qua trong đám người cuối cùng dừng lại trên thân của hắc bạch vô thường nghe được lời nói của hoa mãn ngọc đôi mắt của nhóm người hà dược đông đều tự co rụt lại lần này hắc bạch vô thường gặp phiền toái to rồi lục tiêu du trượt cao mày chỉ sợ hoa mãn ngọc muốn mượn dao giết người ai cũng có mưu đồ cho nên dù biết hoa mãn ngọc có âm mưu cũng không thể không ra tay hắc bạch vô thường vẫn luôn ác danh hiền hách trong cổ vực Dám diệt bách thú cốc cũng chính là gây hấn với nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang ta xem chỉ bằng mọi người liên thủ tiêu diệt hai người này sau đó hãy tính toán tiếp bạch y phụ nhân làn lằng sờn trang nhìn mọi người rồi nói lời đề nghị của phí trưởng lão không sai trước tiên liên thủ tiêu diệt hắc bạch vô Thượng, sau đó chúng ta tiếp tục tính toán cũng tốt hà dực đông nhíu mày nói như thế cũng rất tốt đấy hắc Sát giáo cũng không có ý kiến gì Ngũ Quần Phàm cũng nói. Linh Thiền Môn cũng không ý kiến gì. Quách Văn Tình cũng nói. Vừa dứt lời, bốn thân ảnh lao thẳng tới chỗ Hắc Bạch Vô thường. Không ai muốn một mình đối phó với hai người bọn họ. Hừm, ta muốn nhìn xem các người có bản lĩnh gì. Sắc mặt của Hắc Bạch Vô thường tối sầm lại. Trong mắt tràn ngập sát khí. Thủ ấn kết xuất, năng lượng trong thiền địa ba động kịch tiệt. Động thủ đi. Vài tiếng quát lớn cơ hồ đồng thời truyền ra. Chỉ trong nháy mắt, bốn lực công kích mang theo lực lượng ba động đáng sợ nhất, nhất thời bao phủ về hướng hắc bạch vô thượng. Nhất tông nhất môn, nhất giáo, nhất trang, để cho ta xem thực lực của các người thế nào. Hắc bạch vô thượng quát to một tiếng, nhảy dựng lên, nhanh như chớp, khí tức đáng sợ lan tràn, năng lượng thuộc tính bao trùm trời đất áp tới, công kích nháy mắt tuồn ra. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã va và chạm vào nhau. Thành thế cường hãn làm những người vây xem thực sự bình thường, tâm thần đều run rẩy. Loại khí thế này, người bình thường không cách nào xông vào. Vạn nhất bị điền lụy, nhất định giữ nhiều lành ít. Bạch vô thường, nếu một trưởng của lão thân đi. Giữa không trung, phi trưởng lão quát to một tiếng, thân ảnh đi tới trước người bạch vô thường. Một đạo bát động khủng bố, cấp tốc tràn ngập, năng lượng hệ thủy nháy mắt hội tụ. Một trường ấn màu lam cực kỳ lớn áp không vỗ thẳng về hướng bạch vô thượng. Bạch vô thượng quát lạnh một tiếng, từng đạo hồng mang cường hãn từ trong cơ thể trào ra, nhanh chóng ngừng tụ thành một mảnh sương bù đỏ như lửa. Lực lượng dao động cường hãn làm không gian cấp tốc nhộn nhạo, rùn rẩy cả lên. xương bù nóng bỏng chỉ một thoáng đã ngừng tụ thành quả cầu lửa thật lớn, mang theo uy thế khủng bố, hùng hăng va chạm vào công kích của phía trưởng lão. Vèn đường không gian bị đánh vỡ tạo thành sóng gợn đỏ bừng. Hai đạo lực lượng nhất thời va chạm vào nhau, ngọn lửa trào ra ngập trời, làm màng cũng bao phủ bên trong, màng theo tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như không gian sắp vỡ nát. Bạch vô thường nêm một trưởng của ta. Đúng lúc này, một đạo trưởng ấn vô thanh vô tức đi tới sau lưng bạch vô thường. Dưới trưởng ấn, một mảnh không khí nóng cháy vỡ tan. Ngũ quần phàm cũng là vũ giả hòa hệ, khí tức nóng bỏng phẳng phất như muốn thiêu cháy cả vùng trời, Trường ấn mang theo lửa đỏ nháy mắt thổi quét về phía bạch vô thượng. Bảo cho ta! Bạch vô thượng quay đầu, sau mặt trầm xuống. Một đạo công kinh cấp tốc bay ra. Khí tức cường hãn lưu động, một đoàn ngọn lửa vô cùng khổng lồ bay ra ngoài. Hai đạo công kích hệ hòa nháy mắt bùng nổ. Lực lượng âm bạo thật lớn mang theo sóng xung kích thật dễ dàng đem mặt đất trung quanh sàn thành bình địa. Không khí nóng cháy làm phạm vi mấy ngàn thước trung quanh biến thành một mảnh khủ vàng cây xanh nhất thời khổ héo. Trong kinh khí cuồng bạo, nóng chảy, thân thể của ngũ quần phàm bị đánh bay. Bạch vô thường là vũ xuất bát trọng mà hắn chỉ mới đạt tới tất trọng mà thôi. Một mình giao thủ đường nhìn không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn màu lam của phí trưởng lão đã trực tiếp áp tới sau lưng bạch vô thường. Sắc mặt của bạch vô thường đại biến, quay phát lại, người nhìn về thế công hung hãn bày tới. Vội vàng tàn ra hộ thần cường quyền bao phủ thần thể, ngày tiếp theo công kích kinh khủng đã đánh thẳng vào hộ thần cường kiệt của hắn. Hộ thần cường quyền nhất thời lõm vào trong, bắt đầu có vết rạn thật nhỏ. Mặc dù còn chưa hoàn toàn vỡ tan, nhưng thần hình hắn đã bị đẩy lùi hơn trăm thước, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ở giữa không trung vang lên tiếng nổ tung, thần hình hắc vô thường bị đánh bay. Một cỗ linh lực cực lớn xen lẫn linh hồn công kích quanh quẩn giữa bầu trời. Hắc vô thường hiển nhiên vừa nếm thiệt thòi của cao thủ linh thiền một. Bày trận, máu bày trận. Hắc Bạch vô thường đồng thời bị đánh lui, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, hai người nhìn nhau cùng kết ra thủ ấn, một cỗ năng lượng hệ thủy hòa ngừng tụ trên không trung. Không gian rồn dày hẳn lên, nháy mắt, hai cỗ năng lượng đan xen vào nhau, uy thế trướng lớn. Cả không gian bị nhuộm thành hai màu lam hồng sáng ngời. Toàn bộ vũ xuất cùng công kích, đừng để cho bọn hắn bố trí được trận pháp. Quách văn tình lớn tiếng quát, cùng ra tay công kích. Phía trưởng lão quát ra một tiếng, năng lượng màu lam đột nhìn ngừng tụ. Toàn bộ những người có tu vi vũ xuất, tổng cộng gần 20 người, cơ hồ sắc xuống, lực công kích ngừng tụ bay ra. Chỉ trong nháy mắt, lực công kích của hơn 20 vũ xuất đồng loạt đánh lên trên người hắc bạch vô thường. Chiều hợp kích của hắc bạch vô thường vượt thành, thì công kích của mọi người âm âm bay tới. Nhất thời, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Hơn 20 đạo công kích mặc dù có mạnh có yếu, nhưng thấp nhất cũng là trình tự vũ xuất, cũng không yếu bao nhiêu. Hơn hai mươi đạo công kích cường hãn va chạm, thiên địa chung quanh kịch liệt rùn rẩy hẳn lên. Trần khí cuồng bạo tràn ngập, trên mặt đất nứt ra khẻ hở, lan tràn kéo dài hẳn ra. Phanh! Phanh! Tiếng đổ bạo tạt vang lên khắp không gian, lực lượng cuồng bạo nổ tung, kinh khí phong bào khuếch tán. Hạc bạch vô thường mới ngừng tụ lên cường quyền, nháy mắt liền bỏng mất Bây giờ trong kinh khí cuồng bạo, mười mấy thân ảnh bị đánh bay. Đới cường tử, vương sán nhiên, đầu tiên bị đánh văng ra, sắc mặt tái nhợt, tự hồ đã bị thưởng nhẹ. Chỉ nghe phốc một tiếng, thân hình của hắc bạch vô thường, giờ phút này cũng bị đánh bay, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hai người rời xuống đất, thân thế uể oải, tuy là vũ xuất bát trọng, nhưng bị một kích liền thủ của hai mươi mấy vũ xuất vẫn bị thương nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang Thủ này chúng ta sẽ tìm các người đòi lại lời vừa tốt ra thân ảnh của hắc bạch vô thường lập tức biến mất tại chỗ nhìn thấy hai người bỏ chạy nhưng không ai truy theo ý nghĩa trong lòng bọn họ người nào cũng biết mục tiêu của bọn họ là phần bách thú cốc về phần bách thú vô Thường thì đã chạy cũng không cần đuổi theo sang mặt của lục tiêu dù thoáng biến đổi hắc bạch vô thường đã đi rồi chỉ còn lại người của nhất tông, nhất trang, nhất giáo, nhất môn ở lại, phòng trưng sẽ tranh đoạt một phen. Sau một tháng dò dự, lục tiêu rút truyền âm cho Diệp Mỹ. Hai vị cốc chủ, hắc bạch vô thường đã đi rồi, nhưng tùy thời đều có thể trở về. Ta xem chỉ bằng hai vị tới làn lăng sơn trang nghỉ trần trước. Thế nào? Ở trong làn lăng sơn trang, hai người kia sẽ không dám tới tìm các người gây phiền phức. Phi trưởng lão đi tới trước mặt hoa gia huỳnh vội mà nói. Ta thấy hay là hai vị cốc chủ đi tới Hắc Sát giáo đi, Hắc Sát giáo cách sơn mạch Vũ Hải rất gần, Hắc Bạch Vô Thường sẽ không dám tới giường ngoài đâu." Ngũ Quần Phàm cũng lên tiếng nói, "Cảm tạ ý tốt của chư vị trưởng lão, huynh bội chúng tôi sẽ không làm phiền các vị như vậy đâu." Đôi mắt đẹp của Hoa Mãn Ngọc đảo qua mọi người, suy nghĩ trong lòng họ, nàng làm sao mà không biết, họ vì bảo vật trong truyền thuyết của Bạch Tú cốc mà tới, có ai thật tình để ý sự chết sống của huynh bội bọn họ đâu? Hòa Mãn Ngọc, đừng có không biết xấu hổ. Hạc Bạch Phổ Thường bị chúng ta đuổi đi rồi, muốn qua sông đoạn cầu hay sao? Sắc mặt của ngũ quần phàm âm trầm, nhìn chăm chú vào Hòa Mãn Ngọc, cùng Hoa Mãn Lâu lại nói. Cô lãnh ý bắt đầu tràn ra. Ngũ trưởng đạo, vậy người muốn thế nào đây? Sắc mặt của Hoa Mãn Lâu trầm xuống, sau một lúc nghỉ ngơi điều dưỡng, đã khôi phục một chút hồng nhuận. Giao ra bảo vận bách thú cốc, người biết quỳ củ của cổ vực rồi đấy, ngũ quần phạm cũng nói bạch thủ công không có bảo vật gì chứ vì nếu vì bảo vật thì mời trở về nhà đi hoa mãn lâu trầm giọng nói hoa mãn lâu không có lỗ hổng không có gió người nói không chẳng lẽ không hay sao hà dực đông nhíu mày nhìn chăm chú về hướng hoa mãn lâu mãn lâu đại ca ngọc tỷ không bằng như vậy nếu các người tin tưởng ta được thì đi theo ta tiểu bội tự nhiên có thể bảo vệ an toàn cho hai vị Diệp Mỹ nhìn hai huynh muội rồi nói. Nghe được lời nói của nàng, không ít ánh mắt rơi trên người nàng. Diệp Mỹ, người đi trước đi, lưu lại sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hòa mãn lầu cũng nói, ánh mắt đớt qua Diệp Mỹ, lục thiêu du cùng Úc Khánh. Thần sắc có chút ảm đạm. Với thực lực của họ, làm sao so sánh được với nhóm người nhất tổng nhất giáo kia chứ? Ngọc Tỷ, chẳng lẽ người không tin ta sao? Diệp Mỹ cười nhẹ, nhìn Hoa Mãn Ngọc lại nói. Hoa Mãn Ngọc nhìn chăm chú vào Diệp Mỹ, ánh mắt chợt lóe ra không biết suy nghĩ chuyện gì trong cả một đám người ngũ quần phàm nhìn qua la chí cương ra dấu bằng ánh mắt vũ tướng cửu trọng nhỏ nhỏ từ nơi nào tới chỗ này làm gì có phần trò người nói chuyện một tiếng quát lạnh truyền ra thân hình la chí cương cấp tốc đánh về phía diệp mỹ thủ ấn kết xuất một mảnh chân khí hoàng mang ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn đánh về phía của nàng lùi ra thần kinh của Úc khánh nhánh mắt bay ra không gian bà động vừa xuất hiện đã như quỷ mị đứng trước mặt là trí cương thủ ấn không chút biến hóa một cỗ linh lực tràn tới một đạo chỉ ấn trống rỗng xuyên thốc không gian săn lẫn theo linh hồn công kích nhất thời rơi trên trường ấn của là trí cường chỉ nghe phành một tiếng trong tiếng vàng trầm đục thân thể la trí cương đột nhiên cứng đờ ngay lập tức lảo đảo lùi ra phía sau thân hình ốc khánh cũng lảo đảo tối lui một kích tách ra ngoài tự hồ tám lạng người nửa cân không ai chiếm được ưu thế nhưng linh hồn công kích của Úc Khánh làm cho La Chí Cương có chút luống cuống tay chân. Địa cường bồn khá lắm, người của Phi Linh Môn mà cũng dám động vào, thủ này Phi Linh Bồn sẽ ghi nhớ rõ. Một thanh âm thản nhiên chuyển tới, ngay lập tức thân ảnh lục Thiếu du chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi trên người La Chí Cương, một cỗ sát khí tỏa ra tràn ngập. Lữ tiểu linh luôn đi theo bên người lục thiếu du, lúc này lại không đuổi theo. Tiểu tử, người tính là vật gì? một chiêu không chiếm được thiện nghi là chi cường đã có chút tức giận nghe được lời nói của lục tiêu du nhất thời sắc mặt trầm xuống không hề xem hắn vào trong mắt là chi cường chỉ bằng vào lời này của ngươi địa cưng môn sớm muộn sẽ bị ta tiêu diệt hiện tại cho người sống lâu thêm vài ngày lục tiêu du lạnh lùng nói nghe được lời này của hắn không ít ánh mắt tò mò rơi trên người của hắn trước đó mọi người cũng chú ý tới hắn tựa hồ hắn có quan hệ sâu sắc với đại tiểu thư linh thiền môn nhưng thực lực của hắn thế nào không ai quá xem trọng. Chỉ có sắc mặt của đới cương tử thay đổi, không biết trong lòng đang suy tính chuyện gì. Tiểu tử chưa ráo báo đầu, khẩu khí thật không nhỏ, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Ngũ quần phàm thản nhiên liếc mắt nhìn lục tiêu du. Hạc sát giáo giỏi lắm hay sao? Hừm, đừng có chê người khác như vậy. Lương tiểu linh nũng nịu quát một tiếng, liền đứng bên người lục thiếu du. Giờ phút này, vị vương trưởng lão của linh thiền bồn còn có lưu trưởng lão quách phần tình đều nhất thời biến sắc không nghĩ tới đại tiểu thư lại che chở cho lục tiêu du nguyên lai con linh tiền bồn làm hậu trường khó trách là như vậy ánh mắt của ngũ quần phàm híp lại đảo qua nữ tiểu linh đầu tử co rút lại nhưng không nói thêm một lời nào nhìn thấy quan hệ giữa lục thiếu du cùng linh thiền môn hà Dược đông cũng có chút nghi hoặc ngọc tỷ các người cùng ta đi thôi diệp mỹ nhìn hoa mãn ngọc rồi nói được rồi ta biết rồi hoa mãn ngọc gật đầu nàng cực kỳ tín nhiệm Diệp Mỹ, biết hai huỳnh bội mình không còn lựa chọn khác. Hai vị cốc chủ, các người dù muốn đi, vậy thì lưu lại bảo vật, nếu không các người cảm thấy hôm nay có thể rời đi khỏi nơi này sao? Hà Dược Đông lạnh nhạt nói ra. Hai vũ xuất trong hóa vũ tông, còn có đới cương tử, Vương sán nhiên, Trần Ngọc Đông đều đứng phía sau Hà Dược Đông, dùng trạng thái vây quanh ngăn chặn hòa giả huỳnh bội. Bảo vật cần lưu lại, nhưng lưu trong lan lăng sơn trang chúng ta, Tô Y phụ nhân lại nói, tiếp theo tới kỳ thành phong bôn, tầm vũ động và huyền nguyên cốc đều là vây về hướng hoa hoa ra huỳnh muội Cả không gian gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, mỗi người đều muốn cướp được bảo vật trên người hoa ra huỳnh muội kia. Tiểu thư, người lui ra đi. Vương trường lão đi tới bên cạnh nữ tiểu linh lại khuyên bảo, lục tiêu du, ngươi cùng ta đi thôi. Lữ tiểu linh nói, lục tiêu du lắc đầu, trong lòng hắn cũng được cực kỳ mâu thuẫn, nếu hắn xen vào đã đắc tội với bốn thế lực lớn sẽ làm phiền cho phi linh môn nhưng hắn cũng muốn lấy được bảo vật trong bách thú cốc nói chuyện thật là dễ nghe ra vẻ như chư vị đều muốn lấy bảo vật của bách thú cốc <laughs> bách thú cốc vốn không có bảo vật gì các vị chết yên tâm đi ánh mắt của hoa mãn lâu bây giờ lầm trầm xuống nhìn chăm chú vào mọi người lại nói hoa mãn lâu giao ra bảo vật là lằng sơn trắng nhất định sẽ bảo hộ cho người chủ đáo nếu không đừng trách ta không nể tình hữu nghị mấy năm nay động thủ với các người. Phí trưởng lão lên tiếng quát. <laughs> Chư vị đều mơ tưởng rồi, cho dù bách thú cốc thật sự có bảo vật gì, cũng không biết nên giao cho ai. Hòa mãn ngọc trước mắt nói. Hòa mãn ngọc, ngươi nói ra lời này là hy vọng chúng ta hỗn chiến lẫn nhau sẵn. Nhưng lần này không như ngươi mong muốn, ta trước tiền giết ngươi. Nếu bách thú cốc thật sự có bảo vật, tự nhiên ta sẽ lấy được. Ngũ quần phàm cười lại một tiếng, thân ảnh lao thẳng về hướng hòa mãn ngọc. Ngũ quần phàm, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hòa mãn lâu quát to một tiếng, thân hình nhảy dựng cả đêm. Hòa mãn lâu, ngươi lui về đi. Hải vũ xuất trong hắc sát giáo lảo tới, tung ra đạo công kích ngăn cản trước cười hòa mãn lâu. Hai người này, một vũ xuất lục trọng, một ngũ trọng, nhất thời bao trùm cả hòa mãn lâu. Hòa mãn ngọc, giao ra bảo vật, thà cho người khỏi chết. Giờ phút này ngũ quần phàm đã tới trước người hoa mãn ngọc, thủ ấn kết xuất ra, một đạo thủ ấn nóng cháy áp xuống, không gian vặn vẹo trực tiếp chụp thẳng tới người hoa mãn ngọc. Ngũ quần phàm, bách thú cốc cũng không phải kỳ dễ được. Sắc mặt của hoa mãn lâu trầm xuống, đối phương có tù vị vũ xuất thất trọng, mà nàng chỉ là linh xuất nhị trọng, căn bản không thể đối kháng, nhưng vẫn cắn răng kết xuất thủ ấn. Ngọc bài xuất hiện trong tay, một cỗ linh được truyền vào bên trong. Lục Tiêu Du vẫn đang do dự, không biết con nên trả tay hay không. Giờ phút này, Đàn Lăng Sơn Trang, Đình Thiên Bồn cùng Hóa Vũ Tông cũng chưa có ý định xuất thủ. Lục Tiêu Du càng không dám vọng động. Bỗng dừng Lục Tiêu Du nhìn thấy Ngọc Bài trong tay Hoa mãn Ngọc, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhìn Ngọc Bài giống như đã từng thấy qua. Lục Tiêu Du đột nhiên nhớ tới trên người của mình cũng có khối lệnh bài y như đúc. Lúc này, linh lực của Hoa Mãn Ngọc truyền vào trong Ngọc Bài. Một cụ quang mang nhàn nhạt, nhạt nhanh chóng bao phủ trên người của nàng, hóa thành vô số năng lượng hội tụ, trên không gian gợn sóng bao phủ một mảnh huyết sắc quỷ dị. Một tiếng thú minh long phượng sư tử hổ báo từ trong ngọc bài mơ hồ truyền ra. Trên ngọc bài xuất hiện ấn quyết quỷ dị, ấn quyết như long phi long, như hổ phi hổ. Cả vật thể màu đỏ có vẻ cực kỳ huyền ảo, một cỗ uy áp ngập trời liền khuếch tán ra. Cảm giác được cỗ uy áp thật lớn này, toàn bộ phi hành yêu thú của các đại sơn bồn không khỏi hoảng sợ mà run dậy. vô hình trung hoàn toàn đã bị áp chế nhìn tới một màn quỷ dị như vậy sắc mặt mọi người chợt kinh hãi nhìn chăm chú vào ngọc mài trong tay của hoa mãn ngọc không biết đó là vật gì đi ấn quyết quỷ dị phát ra hoa mãn ngọc thấp giọng quát nhẹ vung ngọc mài trong tay ấn quyết nhất thời bay ra như mãnh hổ vồ mồi mang theo thanh âm thú minh vang lên hùng hăng đánh thẳng tới trào ấn của ngũ quần phạm lực lượng cực lớn nổ vang, một cỗ lực lượng mênh mông bùng nổ, dùng mắt thường có thể thấy được, trảo ấn trực tiếp bẻ vụn ấn quyết, mà trên ấn quyết mang theo cỗ lực lượng linh hồn công kích hùng hăng và chạm vào trảo ấn. Thân thể của Hòa Mãn Ngọc bị đánh bay hơn trăm thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Với thực lực của nàng, mặc dù được Ngọc Bài thần dị tương trợ cũng không hờn được, ngũ quần phàm rất là mạnh. Sự cách biệt thực lực giữa vũ xuất thất trọng cùng linh xuất nhị trọng vô cùng lớn thân hình cùng ngũ quần phàm cùng rơi xuống đất, tôi lùi ra sau mấy bước mới đứng vững lại được. Trong mắt chợt sửng sốt, tự hồ như vừa rồi, kinh thường nên là cũng có chút tổn thương. Là huyết hồn ấn. Bạch Thú Cốc làm sao có huyết hồn ấn? Hiện tại, người kinh ngạc nhất chính là Lục Thiếu Du. Vừa rồi hoa mãn ngọc thúc dục chính là huyết hồn ấn. Mà ngọc bài thần dị kia, chính Lục Thiếu Du cũng không giả lạ. Trước kia, sư phụ tiện nghi thánh thủ linh tôn cũng lưu cho hắn một khối ngọc bài giống y như đúc nhưng ngọc bài của hắn chỉ lớn hơn một ít mà thôi. Bạch Thủ Cốc có quan hệ với sư phụ thánh thủ linh tôn. Ý niệm này chợt hiện lên trong đầu Lục Thiêu Du, dùng ngọc bài có thể thúc dục huyết hồn ấn. Lục Thiêu Du liền nghĩ tới quan hệ trong việc này. Giữa khổng trung, sau tiếng nổ vang, thân hình hoa mãn lâu bị đánh bay, hùng hằng đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca! Hoa mãn ngọc tẩy ruộng, lào đảo chạy tới bên người hoa mãn lâu. Thần sắc khai huynh vội ảm đạm, giờ phút này đã bị thường nghiêm trọng. Hoa mãn ngọc có vẻ, ngọc bài trong tay ngươi chính là bảo vật bách thú cốc. giao ra đây đi, hạc sát giáo sẽ không tiếp tục đảm khó dễ các người nữa. Ngũ quần phàm nhìn chăm chú vào ngọc bài trong tay hoa mãn ngọc. Trong ngọc bài tàn ra, thú y, làm cho không khí, không ít người thẩm nghĩ. Vật này có quan hệ tới việc bách thú cốc, khống chế yêu thú. Nhất thời đều tranh về hướng ngọc bài trong tay của nàng. Ngũ quần phàm, hạc sát giáo các người nằm mơ đi, trừ phi ta chết, nếu không người đừng có nghĩ đến. Hoa mãn ngọc quát một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo lạnh ý. Vậy thì người chết đi thôi. Ánh mắt của ngũ quần phàm trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về hướng hoa mãn ngọc. Lúc này, ánh mắt các cao thủ đều trầm xuống, chân khí run lên, chờ đợi thời cơ ra tay tranh đoạt tốt nhất. Trưởng môn, hoa gia huỳnh bội từ nhỏ có giao tình sâu đậm với ta, cầu trưởng môn cứu giúp, nhìn thấy ngũ quần phàm tiếp tục công kích hoa mãn ngọc sắc mặt của diệp mỹ chợt biến đổi lục tiêu du còn đang suy tính chuyện này vượt ngoài dự liệu của hắn người của bốn tên lực lớn cùng nhau đi tới trường hợp đã có chút không kiểm soát được dừng tay một thanh âm quát khẽ truyền ra một thân ảnh như quỷ mị nhanh như chớp xuất hiện trước người hoa mãn ngọc chính là lục tiêu du giờ phút này trên hai vai diệp mỹ trong mắt tiểu long cùng bạch linh bắn ra tinh quang trên bầu trời xa xa không biết từ khi nào, vài đầu yêu thú đang xoay quanh trên trời cao. Tiểu tử, chẳng lẽ bằng vòng ngươi cũng muốn bảo vệ hòa giàu huỳnh bội nữa sao? Ngũ quần phàm căn bản không đem lục thiêu du để vào trong mắt, vẫn đào thẳng tới. Ngũ quần phàm đi thêm một bước, người sẽ hối hận. Lục thiêu du lạnh nhạt nói, một cỗ sát khí vô hình tán phát ra ngoài. Tiểu tử, người muốn chết rồi sao? Có lẽ cảm nhận được sát khí trên người lục thiêu du, ngũ quần phàm thật sự dừng bước chân. Rời xuống trước mặt lục tiêu du, chưa đẩy 30 thước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay ta bảo vệ Hòa già huỳnh muội nếu chưa ai tiến tới một bước, đừng trách ta không khách sáo. Lục tiêu du sầm mặt xuống, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn chẳng những đối lập với hắc sát giáo, còn đối lập với bốn thế lực lớn. Hắn mở miệng, nói cần phải bảo vệ hoa già huỳnh muội bốn thế lực lớn làm sao mà chịu bỏ quà cho hắn, không biết hắn sẽ đối phó như thế nào đây. Nếu như là trước đây, Lục Thứ Du chỉ muốn đục nước béo cỏ, Hoa Gia Huỳnh vội sống hay chết, hắn cũng không quản. Nhưng Hoa Mãn Ngọc, dùng ngọc bài kia còn thúc giục ra huyết hồn ấn. Bởi vậy, hắn không cách nào mà kệ bọn họ, bởi vì họ tuyệt đối có quan hệ với sư phụ thánh thủ linh tôn. Kiệt kiệt, phi linh bồn nhỏ nhỏ lại muốn sen vào, thật sự là buồn cười. Là chiếc cường tiến lên cười lạnh một tiếng. Ngũ trưởng lão, giao tiểu tử này cho chúng ta là được rồi. Công Sơn Bồn Tần Minh Ba không mất thời cơ tiến lên ả à rùa. Lá gàn của tiểu tử này rất lớn, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Đỗ Nguyệt Nga hợp hoàn tông mị cười một tiếng, rồi lại mắt trào phúng nhìn Lục Thiêu Du. Là trưởng bôn, sao tiểu tử này cho các người đấy? Ánh mắt của ngũ quần phàm căn bản không nhìn Lục Thiêu Du. Luôn rời trên người của cao thủ làn lằng sườn tràng, linh thiên bôn cùng với hóa vũ tông. Bọn họ không hề ra tay, nhưng hắn cũng biết họ đang đợi thời cờ tốt nhất. Nếu hắn muốn thuận lợi lấy được bảo vật bách thú cốc, phải đánh chết hòa mãn ngọc. Chỉ cần bảo vật rơi vào tay hắn thì dễ dàng làm. Một khi tranh đoạt sẽ là một trận đại chiến, đoán chừng không ai muốn nhìn thấy như vậy. Ngũ trưởng lão giao tiểu tử này cho chúng ta là tốt rồi. Là chí cường cười lạnh một tiếng, thân ảnh lại đánh tới. Đỗ Nguyệt Nga, Tần Minh Ba đồng thời lao thẳng tới, chỉ sợ bị là chí cường đoạt mất công lao phía xa xa đất cương tử quỷ vũ tông kẽ rùng mình sắc mặt cực kỳ khẩn trương nếu lục thiêu dù bị đánh chết hắn lo lắng dài dược của chính mình vương trưởng lão lưu trưởng lão nhanh nhanh xuất thủ cứu tên lừa gạt kia xa xa lữ tiểu linh kiều mị mà quát lên một tiếng lưu trưởng lão cũng vương trưởng lão cũng đưa mắt nhìn nhau nhưng không hề xuất thủ ngược lại đứng hai bên lữ tiểu linh lo lắng nàng sẽ nhào tới trước cùng một thời gian đó ngũ quần phàm lướt qua, lao thẳng tới chỗ hòa mãn ngọc. Nếu không nghe cảnh cáo, vậy thì chịu chết đi. Lục tiêu du nhẹ giọng quát, sát ý lằng nhiên. Trong tay trợt động, một đạo hoàng mang hiện ra. Hoàng mang bạo lướt, đột nhiên bộc phát ra quang mang màu vàng trói mắt mạnh mẽ. Hắn búng tay, uy thế quanh thần trướng lớn, kiểm sắc quang mang nhất thời hóa thành tàn ảnh bay ra ngoài. Sắc mặt của tất cả mọi người nhất thời đại biến, ai cũng cảm giác được trong kim mang ẩn chứa năng lượng cuồng bạo và đáng sợ, vô thành vô tức làm người ta tràn đầy hạn ý. Cảm giác được cỗ khí tức kia, sắc mặt vài người thực lực đứng đầu tại hiện trường chợt kinh biến, Thân sắc của ngũ quần phàm kinh hãi, ánh mắt lộ ra bất an cùng khủng hoảng. Cỗ khí tức kia làm cho hắn rát lạnh tận đáy lòng. Mau lùi lại, mau lên! Sắc mặt cùng ngũ quần phàm đại biến, nhất thời quát to, thân hình chợt lùi ra sau cô khí tức làm tim đập nhanh kia cũng sớm bị nhóm người đa trí cường cảm giác được. Sắc mặt đại biến, không cần ngụ quần phàm phân phó, thân ảnh đã cấp tốc thối lui. Nhưng tốc độ của kim mang quá nhanh, hơn nữa bọn hắn cách lục tiêu du không xa, làm sao có thể đảo thoát. Chỉ trong nháy mắt, hoàng mang bắn tới, âm âm rơi vào giữa trung ương bốn người. Ngày sau đó nổ tung, thành âm nổ bạo như sấm rền cuối chân trời. Lúc này, người của Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiền Bồn cùng Hóa Vũ Tông đã vội vàng thối lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một chuỗi nổ mạnh liên tục truyền ra, năng lượng hệ thổ vô cùng kinh khủng, không gian bị vặn vẹo, lan tràn suốt mấy ngàn thước xa. Kinh khí bằng bạc quách tán, năng lượng gợn sóng khủng bố tán phát, gào thét ẩm ý, làm lòng người kinh hãi. Không ít người trợn mắt, há hốc mồm, ánh mắt vô cùng rùng động. Lực lượng khủng bố kia thật sự làm người ta kinh hãi, bốn người ngũ quần phàm đều bị thổi quét trong kinh khí. Tốc độ ngũ quần phàm nhanh nhất, nhưng vẫn không thể nào thoát ra ngoài, bởi vì hoàng mang nổ tung bao phủ phạm vì thật sự quá rộng. Thậm chí, hạc sát giáo, địa cương môn, hợp hoàn tông, cồn sơn môn đều bị cuốn vào không ít. Sau một loạt âm thanh bạo nổ tung, mặt đất nứt nẻ, không ít đại thụ che trời xa xa trực tiếp nổ thành trò tàn. Sau một lúc lâu, kinh khí kinh khủng kia mới từ từ tán đi giữa khổng trùng bốn thân hình hung hăng đập xuống đất ba người rơi xuống không hề có chút phản ứng một người chật vật dãy giụa đứng dậy máu tươi đầm đìa bộ dáng vô cùng thể thảm mà ba người còn lại đã không còn sinh cơ mà người cuối cùng cũng uể oải không chịu nổi lại có hai mươi thân ảnh hung hăng đập xuống đất chính là những người của hắc sát giáo hợp hoàn tâm cùng cồn sơn môn không kịp đào thoát hai mươi người này cũng là bị đánh chết ngay tại chỗ đều chết cả ánh mắt lướt qua toàn trường. Lúc này mọi người đều nhìn ra trưởng môn cường môn là Chi Cường, tổng chủ hợp hoan tông Đỗ Nguyệt Nga, côn sơn môn trưởng môn Tần Minh Phạm. Chị trong tích tắc đã bị giết rồi. Mà đi theo chôn cùng còn có không ít vũ tướng cùng vũ phách, hạc sát giáo không kịp chạy thoát. Thậm chí ngũ quần phàm cũng bị trọng thương. Cổng kích ấy thật là cường hãn, vật kia là vật gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh hãi. Không ai nghĩ tới hai mươi mấy người chỉ chớp mắt đã bị giết chết. Đồ chơi kia thật quá kinh khủng, có thể trực tiếp nổ chết vũ xuất. Xa xa giữa không trung, Diệp Mỹ, Úc Khánh, còn có Hòa Già Huỳnh Bội đều trợn mắt há hốc mồm. Một màn này làm cho bọn họ cực kỳ ngoài ý muốn, thậm chí là than thở sợ hãi. Diệp Mỹ trợn to con mắt, nàng chưa từng biết trên người trưởng môn lại có thủ đoạn khủng bố như thế. Có trách trưởng môn không hề sợ hãi, Vườn Trưởng lão cùng Lưu Trưởng lão của Linh Thiền môn, còn có Quách Văn Tinh, phía Trưởng lão, Hà Dược Đông, lúc này sắc mặt vô cùng khó xem, nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, một màn vừa rồi hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Sắc mặt của Đới cường Tử vô cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ Lục Tiêu Du có thủ đoạn có thể làm người của Hắc Sát giáo tổn thương nặng nề. Trong đống hoàng tàn hỗn độn, Ngũ Quân phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn Lục Tiêu Du tiểu tử, hắc sắc giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt ngũ quần phàm đầy sát ý. Diệp phó đường chủ, chúng ta đi thôi. Lục tiêu du không hề để ý tên ngũ quần phàm, nhìn chăm chú vào hai mươi mấy thi thể trên mặt đất, có chút phiền muộn. Ngược lại, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chỉ sợ từ giờ trở đi, mình đã triệt để đắc tội với hắc sát giáo. Lục tiêu du dứt lời, thiên sĩ tuyết sư bay xuống hai cánh chấn hai khai từng trận gió lớn. Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mỹ nhìn hoa mãn ngọc lại nói. Được rồi, hoa mãn ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên người lục thiếu du, có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Lại còn muốn chạy sao? Chị sợ không dễ dàng như vậy đâu. Phi trường lão lạnh lùng nói ra, ánh mắt của lão hiếp lại, làm sao có thể cho phép hòa Hoa dân đệ rời đi như vậy. Ta không muốn đối địch với làn đằng sơn trang, chỉ sợ người không ngăn cản được ta thôi. Lục tiêu du trầm xuống sắc mặt. Lúc này hắn hiểu rõ, mình không thể gây thêm cường địch. Hiện tại phi linh môn còn chưa gây hấn được với nhiều cao thủ như vậy. gặp phải hắc sắc giáo đã là ngoài ý muốn. Hừ, <laughs> đừng tưởng rằng chỉ có một chút thủ đoạn là có thể diễu vũ dương oai. Chỉ sợ thủ đoạn như vậy, người cũng không có nhiều đâu. Lưu lại hòa già huỳnh bội, các người đi hay ở không quan hệ với ta. Phi trưởng lão lại nói, vừa rồi lục tiêu du thúc dụng thủ đoạn kia vừa nhìn điền biết không phải là thực lực của hắn mọi người chỉ sợ hãi thủ đoạn của hắn mà không phải chân chính là sợ hắn ngoại lực luôn có hạn mà ngoại lực cường hắn như thế không thể nghi ngờ là không có nhiều vì vậy phía trưởng não thật không tin trên người lục thiêu du còn có vật kia nữa dù là có bà ta cảm giác nếu mình toàn lực đối kháng cũng không phải là không thể nào sắc mặt của lục tiêu du tối sầm lại vừa rồi hắn ti triển thổ sát huyền thôi chỉ muốn kinh sợ mọi người một chút. Như vậy, mình mới có thể bình yên rời đi. Nhưng xem ra, mình đã đánh giá quá cao lực chấn nhiếp của thổ sát huyền lôi. Dù sao nơi này còn có hai vũ xuất bát trọng, thổ sát huyền lôi có thể đánh trọng thương một người, nhưng không tổn thương được người còn lại. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu lên, mình muốn đi tựa hồ không khó, nhưng hắn không muốn bại lộ Bạch Linh, chỉ sợ sẽ làm cho các đại sơn bồn ngồi không yên. Tới lúc đó, đối với Phi Linh Môn chỉ có hại mà không có lợi. Không ngờ, lúc cuối cùng, hắn không có ý định bại lộ Bạch Linh. Phí trưởng lão, Phi Linh Bồn xem như là người của Hóa Vũ Tông, chẳng lẽ người lấn Hóa Vũ Tông không người hay sao? Hà Dược Đông sầm mặt, nhất thời tiến lên, nói nguyên bản không thèm nhìn tới lục tiêu du. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn tốt hơn không ít. Lão Hồ Ly, lục tiêu du như mày, Hà Dược Đông bám víu quan hệ, mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản là vì hai người hoa gia huynh muội mà thôi. Buồn cười, Hà Dược Đông, tâm tư của người, người nào cũng biết, không cần phải nói nữa, muốn độc chiếm bảo vật, bích tháo cốc, không có cửa đâu nha. Phi trưởng lão quát lạnh, Lữ Tiểu Linh vốn định nói chuyện, nhưng lại bị vương trưởng lão lôi kéo ngăn trở. Ta muốn đi, chỉ sợ không ai ngăn được. Hoa gia huỳnh bụi muốn đi với ai, đó là chuyện của họ. Nếu như trừ vị nhúng tay vào, vậy có chút ép buộc Mặc dù phi linh bồn không muốn thành kẻ địch của chư vị, nhưng nếu ai khi dễ lên đầu ta, phi linh bồn tuyệt đối không bỏ qua. Lục thiêu du lạnh động nói. Ánh mắt của Hà Dược Đông trầm xuống, chính mình chủ động đi lên lấy lòng, không nghĩ tới lục thiêu du không cho hắn mặt mũi, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Vậy sao? Ta muốn nhìn xem phi linh bồn nhỏ bé của ngươi có thực được gì. Sắc mặt của phí trưởng lão trầm xuống, nhìn chăm chú về hướng lục thiêu du thần sắc của lục thiếu du vốn đang ngừng trọng lúc này chợt nhìn chăm chú về hướng bầu trời xa xôi khoe môi chợt mỉm cười phí lan người có gì đặc biệt hơn người không có làn đằng sườn trang làm chỗ dựa cho người người cái gì cũng không phải đâu một thanh âm âm lệ truyền ra xa xa hai thân ảnh lao thẳng tới ngày tiếp theo hai thân ảnh đã tới trên không một người sắc mặt âm trầm nhìn qua như lệ quỷ vẻ mặt dự tợn trong tay hiện lên một mảnh hỏa diễm nóng bỏng cháy rực người kia phải tay áo, hỏa diễm nhất thời cuồn cuộn kịch liệt bao trùm các trời đất, trực tiếp bắn về phía phí làn. Phi Lan. Phi Lan chợt nhướng mày, thực lực này không kém gì bà ta. Ngày tiếp theo, trên khi màu lam liên tục ngưng tụ, tựa như là sóng nước xoay quanh Phi Lan, nhất thời quách tán bao phủ trên không trung, đem cả không gian đều phòng tỏa. Hỏa diễm bao phủ xuống, bị ngăn cản bên ngoài, ngọn lửa cuồng bạo nhất thời không thể phá vỡ cường tráo kia. Nhưng ngọn lửa không ngừng đập vào, cương tráo bắt đầu mở đi. Hừ, phá cho ta. Lại một tiếng quát lạnh vang lên, một lão nhân tố ý xuất hiện. Trong tay không chút do dự, một đạo trường ấn vỗ thẳng xuống dưới. Trường ấn bắt đầu đẩy ra, một câu hoàng sắc quang mang tràn ngập không gian. Trên mặt người kia hiện lên nụ cười lạnh, thần hình vừa động, nháy mắt trường ấn đã đáp xuống, hùng hằng oanh ra một trường, đã cả bầu trời nhất thời trùn rầy. Nhận ra được công kích cường hãn của người kia, thực thực tuyệt đối không kém mình, sắc mặt phi làn càng thêm khó coi. Trường ấn thẳng tắp rơi xuống sườn tráo, một cỗ bào động kình gửi thổi quét tứ tán. Trường ấn mang theo lực lượng cường hãn toàn bộ rơi trên cương tráo, cương tráo lập tức nứt nẻ, tầng tầng khen nứt theo tiếng vang răng rắc lan tràn, ngọn lửa cuồng bạo điền thổi quét xuống. Trong tiếng lộ lớn, kinh khí thổi quét, ngọn lửa đẫn sóng nước cuồn cuộn giống như sơn bằng địa điện, không gian biến thành bột mảnh hỗn loạn, các đá tung bay, mặt đất nứt vỡ, so sánh với thổ sát huyền lôi, nổ tung càng mạnh mẽ gấp mấy lần. Kinh khí vừa chậm dần, thân hình phí lan đứng tại trung tâm, giống như chiếc thuyền nhỏ không ngừng lay động, mái tóc bới cao cũng bị đánh tan. Liên tục thối lùi mấy bước, phí lan mới đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vừa nếm thiệt thòi. Lộc sơn lão nhân, thành hòa lão quỷ, là các ngươi. Nhìn tới hai người mới xuất hiện, một lão giả âm lệ như hùng quỷ một lão nhân tô ý sắc mặt không chút thay đổi, khóe mặt của Phi Lan nhảy dựng lên. Đối với hai người hùng danh hiền hách này thì đã lâu trong cổ vực, Phi Lan làm sao không biết. Không ngờ, Lộc Sơn Đạo Nhân cùng Thanh Hòa Lão Quỷ đều đã tới đây. Sắc mặt không ít người đều đại biến, danh tiếng hai người kia ai cũng đã nghe qua. Hơn nữa nghe nói, nếu hai người liên thủ càng có lực chấn nhiếp hơn cả Hắc Bạch Vô Thượng, không nghĩ tới cả họ cũng tới. Hai lão nhân cũng không để ý người khác đi tới trước mặt lục tiêu du cùng kính hành lễ nói gặp qua trưởng môn chúng ta tới chậm thành trưởng môn thả nỗi không muộn vừa tới đúng lúc lục tiêu du khẽ cười hai vị lão nhân này nếu đã tới nơi này không còn gì đáng lo nhìn tới lộc dân lão nhân cùng thành hỏa lão quỷ hành lễ với lục tiêu du ngoại trừ diệp mỹ cùng đới cương tử vẫn thản nhiên những người khác đều giật mình thậm chí cả ốc khánh cũng trợn mắt há hốc cả mồm ốc khánh thật không ngờ hai vị hung danh hiền hách đều là người của phi linh môn chúng ta đi thôi lục tiêu du quay sang nhìn diệp mỹ mà nói ngọc tỷ chúng ta đi thôi diệp mỹ nói với hoa mãn ngọc lập tức cùng ký vương úc khánh nhảy lên đường thiền sĩ tuyết sư hoa mãn ngọc phục hồi lại tinh thần ánh mắt khác thường lướt qua lục Tiêu du cùng hoa mãn lâu nhảy lên đường thiền sĩ tuyết sư nhìn thấy hoa gia huynh muội đã nhảy lên thiền sĩ tuyết sư sắc mặt mọi người đều biến đổi nhưng không ai nói thêm lời nào phi lan vừa nếm thiệt thòi giờ phút này sắc mặt vô cùng khó xem, cũng im lặng không nói gì. Sắc mặt của Hà Dược Đông tối sầm, nhưng nhìn thấy thanh hỏa lão quỷ cùng lộc sơn lão nhân, hắn biết dùng muốn ngăn cản cũng vô ích. Vạn nhất, lục tiêu du có thủ đoạn khác, như vậy người của hóa vũ tông sẽ tổn thân vô cùng lớn đấy. Quách văn tình đang định lên tiếng gì đó, nhưng vương trưởng lão cùng lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, vì vậy cũng không nói gì. Tên lửa gạt, người đã nói phải bôi tát trở về, người lại muốn đi nữa sao? Chỉ có Lữ Tiểu Linh tiến lên, cầm tức trách lục tiêu dục. Tiểu Linh, ta về trước một chuyến, tới lúc đó nhận định đi tìm ngươi. Lục tiêu dục bất đắc dĩ cười khổ, cùng lục trần lão nhân, thanh hòa lão quỷ, nhảy lên trên thiền sĩ tuyết sư. Thiền sĩ tuyết sư trầm thấp rít gạo một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên trời, sau đó nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Thành âm rít gạo của thiền sĩ tuyết sư làm không ít yêu thú xung quanh đều run rẩy. Người là kẻ lừa đảo, người lại gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho người. Lượng tiểu linh chu miệng tức giận dậm chân, nhất thời muốn gọi phì hành yêu thú ngũ dài của nàng mà đuổi theo. Tiểu thư không thể đuổi theo được. Vương trưởng lão liền kéo lại nữ tiểu linh. Tất cả mọi người đều không có làm gì cả. Tiểu tử, hắc sát giáo tuyệt không bỏ qua cho người. Nhìn chăm chú vào thân ảnh lục tiêu du đi xa, ngũ quần phàm lạnh lẽo nói ra, sắc mặt vô cùng khó xem. Phi linh bồn rốt cuộc là môn phái nào? Tất cả đều không có biết được vì đình bồn là môn phái nào. Trong đám người thấp giọng nghị luận, không ít người lần đầu tiên nghe nói tới vì đình bồn. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, không ít người chỉ thầm than, nhưng nhìn thấy ba trưởng môn ba sơn môn bị đánh chết. Có không ít người mừng thầm, thực lực sân môn bị hao tổn, những sơn môn khác có thể chiếm được không ít tiện nghi. Đệ tử địa cương môn, hợp hoàn tông, côn Sơn môn nhìn tới thi thể ba trưởng môn của mình, thẫn thở thật đâu. Ai cũng có thể nghĩ tới, trưởng môn của họ thật không ngờ không chịu nổi một kích của người ta. Đôi cường tử nhìn theo phương hướng đoàn người biến mất, nhíu mày, ánh mắt vô cùng phức tạp. Phi linh môn, phi đàn thị thảo, trong mắt tràn ngập oán hận, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Một kích liên thủ của lộc dân lão nhân cùng thanh hỏa lão quỷ làm phi lan tổn thương không nhẹ. Nếu không, bà ta sao dễ dàng thả huỳnh bội hoa ra rời đi bên trong sân mạch vụ hải sương mù dày đặc thân hình tiên sĩ tuyết sư cấp tốc xuyên qua trong rừng bay nhanh như chớp bất trì bất giác nhóm yếu tố nghịch lần yêu bằng cũng đuổi theo phía sau thiện sĩ tuyết sư dùng tốc độ mạnh nhất của người đi sắc mặt của lục thiêu dung ngưng trọng trở lại lần này mình tựa hồ trêu trọng không ít phiền toái còn là phiền toái không bình thường nữa chứ vâng thưa chủ nhân tốc độ của thiền sĩ tuyết sư càng nhanh hơn trưởng môn mọi người không sao chứ đều tại chúng ta tới quá muộn nếu không phải nghe được động tĩnh muốn tìm trưởng môn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì lộc sơn lão nhân lại nói nói tới đây chợt cảm thấy lời của mình có chút dư thừa bạch đình vẫn đi theo bên người trưởng môn nhưng chưa ra tay trưởng môn đương nhiên không có việc gì cả ta không có sao chuyện của các người làm thế nào rồi lục tiêu du nhìn hai người dò hỏi nghe hai người thuật lại lục tiêu du biết được sau khi thanh hỏa lão quỷ chạy tới nơi ở của mình thì xử lý xong sự tình, sau đó trực tiếp chạy thẳng tới sân mạch vụ hải. Riêng Lộc Sơn Lão Nhân còn có ba đệ tử, lần này cùng dẫn theo đi ra. Trong đó có một vũ tướng lục trọng, một tứ trọng, một vũ phách cửu trọng. Khi tới sân mạch vụ hải, Lộc Sơn Lão Nhân để ba đệ tử phi linh bồn trước tiên. Bản thân mình tự vào sân mạch sau đó gặp được thành hỏa lão quỷ mới chạy tới. Hòa già, Huỳnh Muội, Úc Khánh đều nhìn chăm chú vào hai lão nhân sắc mặt luôn kinh ngạc. Hai vị này hung danh hiền hách đều gia nhập vào phi linh môn, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Xin đã tạm lục trưởng môn đã cứu giúp, huynh vội chúng tôi vô cùng cảm kích. Hoa mãn lầu cùng hoa mãn ngọc hướng lục thiếu du hành lễ. Đối với vị trưởng môn quá trẻ tuổi này, trong lòng bọn họ cũng không dám xem thưởng nữa. Ta không phải đặc biệt cứu hai người, mà bởi vì huyết hồn ấn thôi. Lục thiếu du nói, nói cho ta biết vì giáo trưởng môn bách thú cốc lại có huyết hồn ấn làm sao ngươi biết đấy là huyết hồn ấn nghe được ba từ này hoa gia huỳnh Bội bây giờ sắc mặt đại biến kinh hãi nhìn lục tiêu du nhìn thấy phản ứng của họ lục tiêu du càng thêm xác định ngọc bài có quan hệ tới sư phụ thánh thủ linh tồn nói không cần biết sao ta biết được các người chỉ cần nói sao các người có được huyết hồn ấn bạch thủ cốc không chế yêu thú cũng nhờ huyết hồn ấn sao hai huỳnh bụi đưa mắt nhìn nhau Tự hồ không nghĩ tới con người biết bí mật của bách thú cốc lục trưởng môn người làm sao biết được huyết hồn ấn của bách thú cốc sau thoáng dò dự hoa mãn ngọc lại hỏi ta chẳng những biết còn có thể thì triển ra nữa kìa lục tiêu du cười nói trong tay tạo ra ấn quyết huyết hồn ấn trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng truyền vào trong kinh mạch sau đó ngừng tụ trên bàn tay phải một thanh âm thú minh truyền ra không gian nổi lên gợn sóng một cỗ uy áp thật lớn khuếch tán nhìn ấn quyết quỷ dị kia giống như đúc ấn quyết của hòa mãn ngọc nhưng lại càng mạnh mẽ hơn không ít là huyết hồn ấn người làm sao biết được huyết hồn ấn sắc mặt của hòa già huỳnh bội nhất thời giống như gặp phải quỷ đối phương không cần dựa vào ngọc bài là có thể thúc dục huyết hồn ấn mà uy thế còn cường hãn hơn mình điều này làm cho bọn họ tuyệt đối kinh hãi giờ phút này diệp vĩ cùng úc khái cũng vô cùng nghi hoặc khi nãy hai người nhìn thấy hoa mãn ngọc thúc giục ấn quyết giống như đúc. Lục này nhìn thấy trưởng môn cũng có thể làm được, đương nhiên là bất ngờ. Hiện tại, người có thể nói cho ta biết ngọc bài kia các người có được từ nơi nào không? Lục Tiêu Dù lại hỏi. Hai huynh bụi đưa mắt nhìn nhau, thoáng dò dự, hòa mãn ngọc mới nói. Lục trưởng môn, ngọc bài chính là bách thú lệnh của bách thú cốc. Theo lời đồn đại vài ngàn năm trước, khi bách thú cốc vừa sáng lập, đã dùng bách thú lệnh, có thể thúc giục huyết hồn ấn nhờ vậy không chế được yêu thú lục tiêu du chợt nhướng mày quyền đài bí mật không chế yêu thú của bách thú cốc lại là huyết hồn ấn điều này thật ngoài ý muốn không biết trước kia bách thú cốc có quan hệ thế nào với sư phụ thánh thủ linh tôn các người có thể nhận ra đây là dạng vật gì không nhớ tới trên người mình còn một khối ngọc bài giống y như đúc lục tiêu du lấy ra chỉ có một điểm khác chính là ngọc bài lớn hơn một chút khí tức vô cùng quanh quẩn mạnh hơn không ít vừa nhìn thấy ngọc bài này sắc mặt huỳnh bụi hòa ra lại đại biến hòa mãn ngọc lập tức lấy ra bách thú lệnh của mình hai khối ngọc bài vừa tiếp xúc khối ngọc trên tay hoa mãn ngọc trượt ảm đạm tựa hồ như mất đi vẻ sáng bóng hai người đưa mắt nhìn nhau lập tức cung kính quỳ gối trước mặt lục tiêu dù nói bách thú cốc chuyện nhân đời thứ chín hoa mãn ngọc hoa mãn lâu bái kiến giáo chủ giáo chủ sao lần này tới lượt lục tiêu du kinh ngạc nhìn bách thú lệnh ảm đạm hắn cũng thấy kỳ quái ra vẻ sư phụ thánh thủ linh tôn lưu lại ngọc bài có quan hệ với bách thú cốc rồi đây đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây như vậy lục tiêu du nghi hoặc hỏi giáo chủ bách thú cốc có tổ huấn mặc dù ta là cốc chủ nhưng vẫn thuộc về thánh linh giáo khi ta tiếp nhận chức cốc chủ mới nghe được thánh linh giáo tồn tại biết bách thú cốc là chi nhánh của thánh linh giáo nhưng nhiều năm qua thánh linh giáo chưa từng xuất hiện vì vậy chúng ta đều đã quên. Hòa Mãn Ngọc trả lời. Vậy ngươi làm sao biết ta là giáo chủ thánh linh giáo chứ? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Trong tay giáo chủ có thánh linh sắc lệnh, dựa theo tổ huấn, ai có thánh linh sắc lệnh, người đó chính là giáo chủ. Hòa Mãn Lầu đáp. Người nói, đây chính là thánh linh sắc lệnh sao? Lục Thiêu Du vút vút lệnh bài do sư phụ lưu lại. Nếu rõ sư phụ từng nói qua, lệnh bài này có lẽ có thể sử dụng. Nguyên lai sư phụ từng sáng lập thánh linh giáo, được xưng là thánh thủ linh tôn. Có vẻ thánh linh giáo đích thật là do sư phụ sáng lập ra. Giáo chủ, bạch thu lệnh hoàn toàn bị thánh linh sắc lệnh khắc chế, đã đủ chứng minh trong tay giáo chủ chính là thánh linh sắc lệnh. Huông chỉ giáo chủ có thể dùng tay không thì triển huyết hồn ấn, như vậy là không sai rồi. Chẳng lẽ giáo chủ muốn thử nghiệm Bạch Thú Cốc có từng quên tổ huấn hay không sao? Hòa Mãn Ngọc ngẩng đầu hỏi tốt lắm, đứng lên đi. Lục Tiêu Du cũng không giải thích nhiều. Chuyện này chính hắn còn chưa rõ, căn bản không nghĩ tới, Bạch Thú Cốc thật sự quan hệ với mình. Tạ giáo chủ. Hòa giao lại huỳnh bội lại đáp. Các ngươi nói nghe một chút đi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vì sao Hắc Bạch Vô Thường muốn đối phó với Bách Thú Cốc các ngươi? Lục Tiêu Du trầm từ một chút, nhìn hai huynh bội lại hỏi. Giáo chủ, hai tháng trước đây, Hắc Bạch Vô Thường tới Bách Thú Cốc, yêu cầu chúng ta gia nhập bọn hắn, bằng không sẽ tiêu diệt cả cốc. Chúng ta tự nhiên không theo, vì vậy đã nảy sinh chiến đấu kịch liệt. Thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, ta cũng là đại ca, không phải là đối thủ. Cuối cùng, nhờ một đầu địa lòng yêu thú mới đột phá lục dài hậu kỳ chưa lâu, ngăn cản bọn hắn để hai huynh bội chúng ta trốn thoát. Nhưng bọn hắn đã liền thủ, giết chết nhiều địa lòng kia. Dòng theo đường đi, chúng ta có ý phát tán tin tức trong bách thú cốc có bảo vật, chính là muốn hấp dẫn cao thủ bốn thế lực lớn tới đây, nhận cơ hội chạy thoát sự đuổi giết của Hắc Bạch Vô Thường, nào ngờ kết quả lại như vậy. Hòa Mãn Ngọc nhíu mày nói, vẻ mặt mất mát tổn thương. Gia nhập cùng bọn hắn, bọn hắn yêu cầu các ngươi gia nhập thế lực gì? Lục Thiêu Du hiếu kỳ hỏi, nghe nói là linh vũ giới. Hòa Mãn Ngọc lại nói, bọn hắn muốn bách thú cốc gia nhập linh vũ giới, như vậy sẽ nâng đỡ chúng ta trở thành thế lực nhất lưu trong cổ vực còn những chuyện khác chúng ta cũng không biết. Lại là linh vũ giới. Sắc mặt của lục tiêu du trầm xuống, không nghĩ tới trong cổ vực, không ngờ cũng có người của linh vũ giới. Sợ gì hắn cảm thấy buồn bực là vì hắn biết chỉ sợ không bao lâu nữa người của linh vũ giới sẽ biết về hắn. Sự tình này liên quan tới vô tự thiền thư. Chỉ sợ người của linh vũ giới đã sớm âm thầm truy tìm mình. Sau khi chuyện xảy ra ở Vũ Hải Sơn Mạch, mình sẽ bị nhiều người chú ý, tới lúc đó không cách nào tiếp tục ẩn giấu bên trong cổ vực. Lúc ở phần trường tông cùng thiên kiếm môn, lục tiêu du từng nghe nói qua về linh vũ giới. Lúc ở lục gia cũng có thân ảnh bọn hắn, đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trưởng môn, nhìn thấy lục tiêu du thất thần, diệp mỹ khẽ gọi. hoa mãn lâu, hoa mãn ngọc, hiện tại bách thú cốc đã là giành nghĩa, các người có nguyện ý gia nhập phi linh bồn hay là không? Lục tiêu du phục hồi lại tinh thần hỏi. Bạch thú cốc có tổ huấn, toàn bộ đệ tử phải đi theo giáo chủ. Nếu bây giờ giáo chủ là trưởng môn phi linh môn, huỳnh bội chúng tôi tự nhiên nguyện ý gia nhập. Hai người không chút do dự mà nói. Tốt lắm, việc của thánh linh giáo sau này chúng ta sẽ nói tỉ mỉ. Hiện tại các ngươi gia nhập phi linh môn đi. Lục tiêu du khẽ gật đầu, nhìn qua thanh hỏa lão quỷ cùng lộc sơn lão nhân. Hai vị cùng phụng, các người dẫn người về phi linh môn trước, đem việc xảy ra tại sơn bạch vụ hải báo cho đồng lão biết. Trưởng môn, người không đi cùng chúng tôi về sao? Thành Hòa lão quỷ hỏi. Ta sẽ về sau, các người về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nói xong liền gọi nghịch lân yêu bằng bay giữa không trung. Nghịch lân yêu bằng vỗ cánh bay tới, thân hình đột nhiên mở rộng, uy áp khổng lồ quét tán. Đây chính là nghịch lân yêu bằng đẳng cấp lục giai. Hoa mãn ngọc nhíu mày, lúc này mới chú ý tới trong vô thanh vô tức, có một đầu yêu thú cường hãn theo sau. Các người cưỡi nghịch lần yêu bằng quay về Phi Linh Bồn đi. Ta phòng chừng thêm một đoạn thời gian mới trở về đó. Lục Tiêu Dung nói ra, hắn chỉ lo lắng cho Hoa Già Huỳnh Bội cùng Úc Khánh cùng và Diệp Mỹ. Nếu gặp nguy hiểm, có thể nhờ tốc độ của nghịch lần yêu bằng mà thoát thân. Vâng, thưa trưởng môn. Lục Sơn Lão Nhân cũng không hỏi nhiều. Có Bạch Linh đi theo, bọn hắn cũng không có gì lo lắng. Khi mọi người nhảy lên lưng nghịch lần yêu bằng, thay ẩm yêu thỏ, sóc đầu thủy hỏa yêu dao, huyết tích dịch huyết ngọc yêu hồ đều chuyển đến đường thiền sĩ tuyết sư. Khi nhìn thấy cảnh này, hoa mãn Đầu cùng hoa mãn ngọc vốn luồn rào tiếp với yêu thú đều cảm giác được chút bất phạm, sắc mặt biến đổi. Hoa mãn ngọc chợt hô, trời ơi, là thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hồ, song đầu thủy hỏa yêu rào. Lục tuyết du lại dặn dò một lượt, nhìn thấy nghịch lân yêu bằng đi xa, sắc mặt vẫn luôn ngừng trọng. Lão đại, chúng ta ở đây làm gì? Tiểu Long ngẩng đầu phun ra nuốt vào cây lưỡi của nó mà hỏi tìm địa phương tạm muốn bế quan tủ luyện lục tiêu du nhìn nhóm linh tướng đang bị cấm chế tay cầm trên đường thiền sĩ tuyết sư một lát sau bên trong một khe sâu xương mù bao phủ dày đặc khe sâu không thấy đáy lục này bên trong một hàng đá thiền nhiên dưới đáy cốc lục tiêu du đang đi thẳng vào bên trong đó lấy ra linh ngọc sàng hắn khoanh chân ngồi xuống một lúc sau, trong tay hắn xuất hiện hai cỗ thầy khổ một là linh tướng tam trọng một là thất trọng linh tướng đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ trong ánh mắt kinh hãi của vài linh tướng còn lại, Lục Tiêu Du lại chìm vào trong sự tu luyện, quanh thân tràn ngập một tầng quang quyển phù hình. Cắn nuốt hai linh tướng là cực khổ cực kỳ khổng lồ. Lúc này chỉ cần trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa, còn lưu lại một phần mười có thể sử dụng. Mặc dù là vậy, chân khí của Lục Tiêu Du vẫn không ngừng tăng cường, linh lực tràn vào trong không gian đại não, làm dịu hồn đan tận sâu trong đó. Tiểu đao màu vàng trên hồn đan vẫn không ngừng cắn nuốt linh hồn lực. Tốc độ tiến bộ của hắn cực kỳ nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, quả thật là dọa người ta. Qua hai ngày một đêm, hắn lại tiếp tục cắn nuốt một linh tướng tứ trọng. Tiếp tục dùng âm dương linh vũ quyết, luyện hóa linh lực, cắn nuốt. Lúc này trên linh ngọc sàng cũng có cỗ năng lượng tiến vào cơ thể lục tiêu du, tăng cường linh hồn lực của hắn. Đây cũng là nguyên nhân làm cho tu vi linh hồn lực của hắn mạnh hơn người cung cấp cho đến sang ngày thứ tư, hồn đan cấp tốc chuyển động, linh lực tràn đầy, quang quyển vô hình càng ngày càng trói mắt. Trong khoảnh khắc một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ tràn tới, xâm nhập vào thân thể của lục tiêu du, chân khí của hắn bắt đầu tăng lên. Cảm giác được chân khí quanh người hắn, bạch linh, tiểu long, thai âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hồ đều mở mắt ra. Liên tục cắn nuốt luyện hóa suốt 6 ngày đêm, suốt cuộc đã tới thời gian đột phá. Chân khí lục tiêu du luôn kéo lên, sau đó lại gặp cổ bình, không cách nào tiếp tục đột phá. Giờ phút này, trên bầu trời có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ xâm nhập vào trong cơ thể lục thiêu du. Linh được tràn đầy trong đại não, nhưng vẫn có linh được bằng bạc theo âm dương linh vũ quyết luyện hóa cấp tốc tràn tới, xoay quanh trên ngoài đại não. Nén cho ta, lục thiêu du hét lớn một tiếng, bàn tay ấn xuống, linh được bàng bạc nhất thời xúc tích, trực tiếp ngập tràn trong đại não của hắn. Chính nghe phành một tiếng, một lát sau, trong não của hắn truyền ra thanh âm trầm đục, một cỗ năng lượng thật lớn ba động dựng lên, trận khí bên ngoài cơ thể hắn lại kéo lên. Vào lúc này, linh lực không gian đột nhiên mở rộng thêm mấy lần nữa. trận khí nháy mắt thăng lên. Bây giờ một cỗ năng lượng trong thiên địa liên tục tràn vào cơ thể hắn. Lúc này có một cỗ quang mang nhàn nhạt, từ linh ngọc sàng dụng bánh tràn vào trong cơ thể lục thiêu dục. Ở một cách này, hồn đan cũng nhận được chỗ tốt, một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong linh lực không gian thẩm thấu tầm bổ lên hồn đan, Hồn đan cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đào thần bí càng xoay tròn nhanh hơn, cắn nuốt không ít linh hồn lực. Ước chừng một thời gian sau, khí tức trên thần lục tiêu du mới bình phục trở lại, mà lúc này hắn đã đạt tới đỉnh tướng ngũ trọng. Lục tiêu du thở mạnh một hơi, cảm giác toàn thân tràn đầy linh lực, lộ ra một nụ cười. Hơn sáu ngày thời gian rút cuộc đột phá, làm cho hắn cảm thấy hừng phấn tiếp tục luyện hóa thôi. Nhìn vào linh tướng còn lại, hắn ta không chút thường hại lại cắn nuốt một linh tướng tứ trọng. Đây vốn là thế giới ăn thịt người, nếu bản thân mình gặp phải cường giả, chẳng lẽ còn có người thương hại chính mình sao? Lúc ban đầu khi cắn nuốt những người này, hắn cũng có chút không đành lòng. Nhưng giờ phút này đã là thành tự nhiên, người mạnh là vua, đây là thế giới như thế. Bản thân nếu muốn trở thành cường giả thì nhất định phải tàn nhẫn. Cắn nuốt thêm một linh tướng tứ trọng, hắn lại tiếp tục tiến vào trạng thái tù luyện, bạch mang vô hình bao phủ khắp thân thể hắn. Vài ninh tướng còn lại nhìn chằm chằm vào lục tiêu du, bọn hắn đã nhìn ra được vấn đề, vô cùng kinh hãi, nhưng không có cách nào, toàn thân bọn họ vốn không thể nhúc nhích được. Trong bất trí bất giác nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng ấy, thanh hòa lão quỷ mang theo nhóm người Úc Khánh về tới Phi Linh Bồn. Về chuyện lục đường của Phi Linh Bồn, còn chưa được trưởng bồn đồng ý, nên không ai nói với Huỳnh Bội hòa ra cùng với Úc Khánh. Diệp Mỹ không đi vào phi linh môn mà quay về ám đường trước tiên. Một ít tin tức trong sơn mạch vụ hải, phòng trừng ám đường còn chưa biết rõ tình hình. Nàng nhất định phải quay về xử lý mới được. Lộc Sơn Lão Nhân cùng với Thanh Hỏa Lão Quỷ đi tìm thơ hồn động xuất đồng vô mệnh, kể đại chuyện đã xảy ra trong sơn mạch vụ hải. Nghe được Lục Tiêu Du đồng thời đánh chết ba trưởng bồn cương môn, hợp hoàn tông cùng với lại cùng sơn bồn sang mặt của đồng vô mệnh cũng biến thành sự ngưng trọng. Bên trong một dãy sân mạch có một mảnh kiến trúc thật lớn, những người ở gần bên đều đã biết, đây chính là căn cơ của cơn sơn bồn. Giỏi cho phi linh bôn, thù này chúng ta nhất định phải báo, nếu không, cơn sơn bôn chúng ta cũng không còn mặt mũi nào lăn lộn trong giang hồ cổ vực. Bên trong một đại điện khổng lồ, một thanh âm rít gào tức giận chuyển tới. Bên trong một toàn đại thành, trên cửa thành có tấm bảng viết hợp hoàn thành. Đi trong thành tùy ý có thể thấy được những nữ tử xinh đẹp mặc quần áo bại lộ, đang không ngừng thi triển bị sắc với nam giới đi qua, làm cho đông đảo nam nhân không thể kiềm chế. Nhưng có người biết chuyện cũng không dám gần gũi những nữ tử này. Đây đều là nữ đệ tử hợp hoàn tông. Sau khi ân ái với nàng thì Tu Vi sẽ giảm sút vì vậy nữ tử hợp hoàn tông cũng không dễ trêu vào. Phi Linh Bồn dám giết tông chủ hợp hoàn tông, truyền hiệu lệnh của ta, cương giả trong tông xuất phát, tạm muốn bình định phi linh bồn. Bên trong hợp hoan tông, một tiếng hét vẫn nộ truyền ra. Tại địa cương thành là căn cơ của địa cương môn. Lúc này trong dãy kiến trúc rộng lớn cũng có thành âm tức giận vàng ra. Phi linh bồn, địa cương môn không đem các ngươi san thành bình địa, làm sao sống yên trong cổ vực. Bên ngoài sơn động bị sừng bù bào phủ. Lúc này bỗng dưng chuyển ra năng lượng bà động. Một cỗ năng lượng vô hình tràn ra thành gợn sóng, dũng mãnh tràn vào sân động. Đường theo sau một cỗ chân khí bắt đầu kéo lên. Cỗ chân khí kéo lên một đoạn thời gian, lại một cỗ chân khí dựng thẳng lên cao, chấn động tầng trời, Sừng trắng dày đặc cuồn cuộn sôi trào. Lục Tiêu Du mở mắt, một cỗ tinh quang bắn ra, khí thế cường hãn bạo phát, nháy mắt điền tu điểm không thấy đầu nữa. Thời khắc này, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra khí tức của Lục Tiêu Du đã lên tới linh tướng lục trọng. Suốt cùng đột phá tới linh tướng lục trọng, khoe môi lục tiêu du lộ ra nụ cười mà nhủ thầm. Lão đại, chúc mừng người đã đột phá. Tiểu Long hưng phấn đi tới trước người lục tiêu du. Trong mắt bắn ra tình quang, tự hồ tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đạt được tới lợi ích không nhỏ. Người hình như cũng tiến bộ không ít đó. vuốt vẻ tiểu Long, lục tiêu du cảm giác chân khí của nó mạnh hơn không ít. Đệ tử hình như sắp đột phá rồi. Tiểu Long có chút đắc ý nói. Chúng ta cần phải trở về thôi. Lục Tiêu Du duỗi lưng, phòng trừng nhóm người thanh hỏa lão quỷ đã về tới bột môn. Hắn cũng cần phải trở về thôi. Thu thập bột phen, tiên sĩ tuyết sư bay lên trên không trung. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Bạch Linh lại hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ đứng sừng sững bên trên đó. Ngồi trên lưng tiên sĩ tuyết sư, sắc mặt Lục Tiêu Du có chút ngừng trọng. Trong đầu suy nghĩ thật nhiều vấn đề, chỉ sợ lần này phi đình bồn sẽ gặp phiền phức. Hắn đánh chết bà trưởng bồn của cường bồn, hợp hoan tông cùng với cồn sơn môn đánh chết không ít đệ tử hắc sát giáo cùng với ba môn phái kia lục tiêu du cũng không cho rằng hắc sát giáo sẽ buông thả cho phi linh môn nghiêm khắc mà nói mặc dù phi linh môn nằm trên địa bàn hóa vũ tông nhưng theo lục tiêu du phỏng chừng hóa vũ tông tuyệt đối sẽ không giúp đỡ làm sẽ ngao cho thành tranh nhau ngư ông đắc lợi như vậy còn gì tuyệt vời hơn thật là phiền toái lục tiêu du nhướng mày tan nhẹ lần này hắn đắc tội không ít người ba thế lực nhị lưu kia nếu có cường giả trấn thủ, chỉ sợ thực lực không thua kém quỷ vũ tông và đới lão quỷ. Nếu như một mình đối phó ba sơn môn kia, lục tiêu du cũng không e ngại, vì đình môn có đủ sức để liều mạng. Dù sao trong phi đình môn còn có lão độc vật, lộc sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ, còn có bạch linh, chỉ bạch linh cùng lão độc vật đã có thể đối phó bất luận kẻ nào dưới trướng vũ vương, mà một lộc sơn lão nhân cùng với thanh hỏa lão quỷ liền thủ cũng đối kháng được vũ xuất cửu trọng. Điều lục tiêu du lo lắng chính là hắc sát giáo. Nếu có cường giả đi tới, phi linh bồn sẽ rơi vào trong nguy cơ. Tới lúc đó vô cùng phiền phức. Hắc sát giáo cũng không phải thế lực nhị lưu, thực lực chỉ sợ không yếu hơn vần dường tông cùng tam tông tứ môn bao nhiêu. Sau một lát, lục tiêu du khoanh chân ngồi luyện hóa linh lực trong cơ thể. Lục tiêu du rơi vào trạng thái tu luyện, thiền sĩ tuyết sư cấp tốc bay thẳng ra ngoài vụ hải sơn mạch. Cho đến tận một ngày sau, lục tiêu du dừng tu luyện, mở mắt, tình quang bắn ra. Lão đại, phía trước hình như có yêu thú đấy. Tiểu Long ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn qua một bên. Trong sương mù dày đặc, tựa hồ có thú minh chuyển tới. Chúng ta đi nhìn xem thử. Lục tiêu du nhíu mày, lập tức phần phó thiền sĩ tuyết sư bay qua. Xong một lát bên trong một khen núi sương mù ba phủ, từng thanh âm đổ tung thật lớn vọng ra, cả không gian như run rẩy hẳn lên. Là phi tiên ngô công, trình tự ngũ dài hậu kỳ. Thành âm bạch đình rơi vào trong tai của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gần đầu nhìn, trước mắt xuất hiện một đầu yêu thú. Giữa không trung vang đến tiếng xé gió bé nhọn, một con yêu thú thật lớn đang vỗ cánh xoay quanh giữa không trung. Đầu yêu thú dài trăm thước, sau lưng có tám đôi cánh lớn, thân hình như cây trúc chia thành từng tiết bột. Dưới bụng của nó có vô số chân lớn dài mấy thước, trên thân phủ kín răng cưa sắc bén, lóe hàn quang, hắn mang ẩn hiện chân khí cuồng bạo áp người. Không ngờ là phi thiền ngô công. Lục tiêu du thật kinh ngạc, phi thiên ngô công là loại yêu thú rất hiếm thấy, cũng cực kỳ khó đối phó. Chẳng những toàn thân có kịch độc, huyết mạch lại cực cao, chỉ sợ không kém hơn nghịch lần yêu bằng. Khi lục tiêu du đưa mắt quan sát, phát hiện đối diện phi thiền ngô công là một dòng binh đoàn. Trên mặt đất có hơn 10 cỗ thi thể, hẳn là vượt trải qua một trận đại chiến. Nhân loại đáng chết, đi chết đi phi thiền ngô công mạnh mẽ hét to lập tức vô mạnh tám đôi cánh lớn như viên xào bằng phát chạm thẳng vào nhóm dòng bình đoạn mọi người chạy mau kinh phong thật lớn áp bách xuống dưới đất làm ba bốn trăm người bên dưới cực kỳ hoảng sợ trận khí chớp động thân hình họ cấp tốc thối lui yêu tung cũ dài hậu kỳ không có vài người có thể đối kháng phi thiền ngô công người đừng có quá đáng như vậy một thanh âm quát lớn truyền ra nằm thân ảnh bay lên người đi đầu tay nắm loan đao mang theo hồng mang lửa cháy, hùng hăng bổ thẳng về phía phi thiền ngô công. <laughs> Nhân loại độc ác, người muốn chết sao? Thân hình của phi thiên ngô công khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh như chớp, đột nhiên hạ đầu xuống tránh thoát đao mang. Tiếp theo, chân khí tổng khổng lồ đột nhiên vặn vẹo vùng ra. Người cầm đao vốn định thối đuôi, nhưng kình phong phá không bả tới. Nhất thời, một bóng đen thật lớn giáng xuống. Đó chính là thân hình kền kền, kênh, kênh, kênh càng của phi thiền ngô công áp xuống dưới phá cho ta. Vào thời khắc này, người cầm đao kinh hãi, một đạo trưởng ấn bay ra, hùng hằng vỗ lên phi thiền ngô công, cuối cùng va chạm vào thân hình thật lớn của nó. Một thanh âm tiếng nổ trầm thấp truyền tới, lực lượng cường hán, thân thể phi thiên ngô công chỉ thoáng khựng lại, mà người đánh ra trường ấn trực tiếp văng ra ngoài. Một vũ tướng bát trọng, một vũ tướng thất trọng, một tình tướng lục trọng, hai vũ tướng ngũ trọng. Nhìn chăm chú vào chiến trường, lục tiêu du có chút kinh ngạc, một dòng binh đoàn có được nhiều vũ tướng như vậy, còn có lính tướng lục trọng, đây đã là rất giỏi. Đừng thực lực phi thiên ngô công rõ ràng đã tinh ngũ dài hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đột phá lục dài. Năm người kia mà luôn bối phó, tuyệt đối là khó khăn. Ngay khi lục tiêu du còn đang suy nghĩ, phi thiên ngô công cũng không cấp cho dòng bình đoàn thời gian thở gấp. Thân thể của nó cao lớn vặn vẹo, vô số chân khí, khoảnh khắc bao phủ lấy năm người. Thế công vô cùng sắc bén, thành âm đổ bạo trầm thấp không ngừng vang lên. Giữa không trùng xa xa, lục tiết du cao mày, không biết vì sao dòng binh tới phi thiền ngộ công. Có thể nói như vậy, bình thường dòng binh đoàn nhìn thấy yêu thú cấp bậc như thế đều sẽ đi đường vòng, nhất định sẽ không trêu chọc tới nó. Trong tích tắc, hai thân ảnh bị chấn bay ra, hai người phun máu đen, sắc mặt biến thành bầu đen, chính là hai vũ tướng ngũ trọng. Xem tình huống, hẳn là bị trúng kịch độc của phi thiền ngộ công. Nhân loại đáng chết, đều đi chết cả đi. thân thể to lớn của phi thiên ngô công đấu đá lùng tung, mang theo uy thế kinh người công kích xuống, đã vụn bay tung tóe. Tiểu Long, phi thiên ngô công kia rào cho người và thái âm yêu thọ. Lục tiêu du thoáng do dự, khoe môi lộ ý cười thản nhiên. Trong dòng bình toàn còn có một linh tướng lục trọng, như vậy đã không thể buồn thả. Vừa dứt lời, thân ảnh lục tiêu du lập tức lao thẳng tới khe sâu, chỉ vài lần nhảy lên đã đi tới trong khe núi nhìn thấy có người xông vào khe sâu, vị thiền ngộ công rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngộm đạo khí, để đèn nhánh có người vô cùng. Có độc, có độc, sắc mặt của lục tiêu du trầm xuống, cao mày, khí thể của vị thiền ngộ công tuyệt đối là kịch độc. Lão đại, giao cho ta được rồi. Trên vai lục tiêu du, tiểu long nhảy ra, thân hình bở rộng, đồng thời trong miệng phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm khổng lồ cao thét bao trùm tới phía trước, nhất thời cột được phóng lên cao, nhiệt độ chung quanh lập tức dâng lên. Trên bầu trời truyền tới khí thế thê lương, thân thể phi thiền ngô công chợt lui, vừa rồi không kịp chú ý nên nó đã nếm một chút thiệt thòi. Tiểu Long thấp giọng rít gào, thân hình trướng dưới, trướng lớn hơn 400 thước, một cỗ chân khí uy áp vô hình bao phủ thiền không, trong mắt phi thiền ngô công nhất thời lộ vẻ nghe e ngại. Phi thiền ngô công đi xuống cho ta, một đạo lam vang lướt qua chân trời, thân hình mở rộng, bám theo uy thế kinh người, hùng hăng áp về phía phương thiên phi công. Chính là thái âm yêu thọ công kích tới. Đông Giang đều đạt tới cấp bậc ngũ dài hậu kỳ. Thái âm yêu thọ đương nhiên không e ngại phi thiên ngô công. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến cho trong vòng mấy vũ tướng cũng có là dòng bình đoàn vui vẻ. Người tới là nhân loại, xem ra còn có viện thủ. Lúc này Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn họ, cười lạnh mà nói, tất cả các người đều đi chết cả đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước người vũ tướng nhất trọng. Trong tay tản ra chân khí hùng hồn, một đạo trường ấn hoàng sắc phóng lên cao, ngay lập tức bao trùm toàn bộ yếu hại của người kia. Trường ấn đánh ra vô số tàn ảnh, cuối cùng hội tụ thật quỷ dị. Quá trình này chỉ trong tích tắc, ngay tiếp theo trường ấn hung hăng đánh lên người vũ tướng thất trọng. Vũ tướng thất trọng kia cơ hồ không thể có thực lực phản kháng, cường quyền hộ thân nháy mắt nứt vụn, một cỗ cự lực trút xuống dưới, khi hải đàn điền của hắn hoàn toàn bị phá hủy. Lão Tam, sắc mặt của vũ tướng bát trọng đại biến, trong mắt kinh hãi. Ngay sau đó, loạn đào trong tay bổ về phía lục thiêu du, phản ứng của hắn cực nhanh, Đàm mang phá vỡ không gian, đánh thẳng tới trước người lục tiêu du. Đàm mang hùng hằng bổ lên người lục thiêu du, không gian sóng gợn đảo qua, thân hình lục thiêu du bị bổ thành hải đựa. Là tan ảnh mà thôi, vũ tướng kia đang âm thầm cào hứng, đột điên sắc mặt biến đổi, lúc này mới nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương thật ra chỉ là một tàn ảnh tốc độ của người quá chậm vào thời khắc này thân ảnh lục tiêu du đã như quỷ bị xuất hiện sau lưng vũ tướng bát trọng mấy đạo thủ ấn kết thành cấm chế rời xuống đất ngay lập tức vũ tướng kia không thể nhúc nhích chỉ còn một mình ngươi không hề dừng lại lục tiêu du lao thẳng về hướng linh tướng lục trọng nhìn thấy lục tiêu du liên tục đánh giết hai đồng bạn của mình linh tướng lục trọng chợt kinh hãi nhưng cũng không phải là người quanh tay chịu chết trong tay đánh ra thủ ấn trong bị tâm bắn ra một đạo lưu quang lưu quang mang theo cuộn sóng vô hình cuộn cuộn cuốn tới mỗi một tầng sóng trồng lên ẩn chứa công kích linh hồn lực làm cả không gian đều rùn dậy linh hồn công kích lục tiêu du chỉ cười nhẹ đồng dạng là linh hồn công kích của linh tướng lục trọng lục tiêu du vốn có thể trực tiếp dùng linh hồn lực trực tiếp đối kháng chẳng qua hắn không muốn bại lộ thần phận của mình hơn được cấp bậc công kích như thế cũng không làm khó được hắn nhưng cũng chỉ nháy mắt lục tiêu du cảm thấy công kích kia không dễ làm bởi vì đối phương sử dụng cách cuộn sóng thành từng đợt nối tiếp không cho người cơ hội thở gấp đã trực tiếp công kích vào không gian linh hồn trong đầu hắn loại công kích này chỗ nào cũng có làm cho hắn không thể không phân ra tâm thần đối phó được khu vực luyện hóa cũng may công kích này đối với lục tiêu du cũng không quá mạnh mẽ chơi tới chỗ xâm nhập vào trong đầu đại quy mô. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Chỉ trong nháy mắt, lục thiết du kết thủ ấn, trong mắt bắn ra hai đạo tình mang, đồng thời đẩy ra một đạo trường ấn trong suốt bắn vọt ra ngoài, cuối cùng hóa thành lục mang đón gió mà trướng, bay về phía trước. Trường ấn chấn khai sóng gợn, không gian sóng gợn mạnh mẽ sôi trào, trực tiếp nổ vang trên không trung. Âm thanh thật lớn vang vọng, một cỗ năng lượng khổng lồ, khủng bố, cực hạn đổ tung chẳng khác gì một quả bom. Không gian cuộn sóng, nháy mắt biến mất, không thấy đầu nữa, không còn một chút tĩnh động. Sắc mặt đình tướng lục trọng nhất thời đại biến, linh hồn công kích trong phút chốc biến mất, giống như đã hư không mà tiêu thất vậy. Khi đạo quang mang áp xuống, không gian chung quanh đều đặn vặn vẹo một chút, một cỗ chân khí cuộn sóng vô hình, nháy mắt lan tràn, khuếch tán ra, không gian gợn sóng lập tức áp xuống trên người đình tướng lục trọng. Sau một thoáng ngây người, linh tướng lục trọng vội vàng bỏ chạy, nhưng không cách nào chạy thoát khỏi khu vực không gian bị vạn vẹo. Linh được quỷ dị biến mất, trong lòng nhất thời rối loạn. Hai đạo chỉ ấn rời xuống, linh tướng lục trọng lập tức bị giam cầm. Lục tiêu dù thở dài phẩy tay ra, đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng. ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiểu long cùng thái âm yêu thỏ đang chiến đấu kịch liệt cùng phi thiên ngô công. Phi thiên ngô công có ưu thế phi hành, chiếm không ít tiện nghi. Tiểu long cùng thái âm yêu thỏ nhất thời cũng không chế ngự được nó, nhưng vẫn làm cho nó nếm thiệt thòi không ít. Nó đang liên tục rít gào, thân thể to lớn không ngừng vẫy động, làm không ít tảng đá lớn trong khe sâu bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Phi thiền gồ công cũng không ngu ngốc, nhìn thấy tình thế chung quanh đang nảy sinh ý thối lui. Yêu khoảng khí, càng nhận được khí tức trên người tiểu long, phi thiền gồ công càng thêm e ngại. Sau tiếng rít gào bất đắc dĩ, thân thể to lớn lập tức thối lùi bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Ở lại đi trên không trung xa xa phía trên lưng thiền sĩ tuyết sư hiện lên một tia bạch mang lướt qua không gian nhanh như chớp tàn ảnh xuyên thấu hư không vàng đền thành ẩm xé gió đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời dâng lên tốc độ quá nhanh tàn ảnh phút chốc đang ngăn cản trước đường chạy trốn của phi thiền cổ cổng một tiếng thú trống trầm thấp truyền ra bạch linh quách trường bản thể khổng đồ mang quanh thần trắng tinh như tuyết cùng với sáu cái đuôi quỷ dị màu lục sáu chiếc đuôi dài vài trăm thước quỷ dị xuyên qua không gian, quanh thân quanh quần bạch quang màu trắng. Cảm giác được chân khí của Bạch Linh, thân sắc của Phi thiền Ngô Công đại biến, thân hình chợt rùn rẩy hẳn lên. "Đi xuống cho ta." Một thanh âm thản nhiên truyền ra, lông màu trắng tinh dựng đứng, kinh phong vô tận khuếch tán, khí thế cuồng bạo tuôn tràn chấn động cả không gian trào đạo. Sáu chiếc đuôi mang theo bạch quang chói mắt bao phủ về phía Phi thiền Ngô Công. Quanh thân Phi thiền Ngô Công lập tức tràn ngập một mảnh hắc vụ khí thế kỳ độc bao giờ bao phủ không gian thân thể to lớn hoàn toàn chìm đắm ở bên trong chỉ trong nhánh mắt sáu chiếc đôi lớn đã xuyên qua khói độc mang theo lực lượng cường hạn bén nhọn ánh mắt rời trên lưng phi thiền ngô công thành ầm đổ tung không gian rùn rẩy khói độc tán loạn chỉ thấy thân thể phi thiên ngô công đã bị đánh rời xuống đất mặt đất dường như chấn động vai tàng đá lớn bị nện thành nát vụn một đoàn huyết vụ phun ra đôi mắt đỏ tươi của phi thiền ngô công bỗng dưng ảm đạm thân thể khổng lồ cũng không quan tâm thường thế của mình, Thằng người bỏ chạy, thế nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. Còn muốn trốn ư, tiểu long quát một tiếng, kim sắc lưu quang quanh quẩn, chiếc đuôi khổng lồ như tia chớp truyền thấu qua không gian, nặng nề rơi lên người của phi thiền gô công. Phi thiên gô công vừa bay lên, liền bị nện xuống, nặng nề rơi xuống đất. Thay ẩm yêu thỏ, hú lên một tiếng bén nhọn, thân thể xuất hiện ngay sau lưng phi thiền gô công. Móng vuốt trực tiếp kéo ra mấy vết rách dài tận trên lưng của nó, máu tươi tuồn ra. Đau đớn kịch điện làm phi tiên ngô công kêu thảm, thường tế nặng hơn vài phần, trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Bạch Linh hóa thành đạo thân ảnh xinh đẹp tới cực điểm, rơi xuống bên người lục thiêu du. Còn muốn đánh chết nó hay không? Thành âm ôn du uyển chuyển vang lên, lưu cho nó một mạng đi, tâm đồng đang cần tọa kỵ. Lục thiêu du thoáng do dự, thần hình biến mất tại chỗ, tiếp theo đã xuất hiện trước mặt phi thiền ngô công. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi hành xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.